Thưa quý vị và các bạn thân mến, trên bàn tiệc của chúng ta có hai chai rượu sâm banh tượng trưng cho ông Tơ, bà Nguyệt đã xe sở chị Hồng cho Ngọc Thảo và Hồng Danh tìm đến nhau và thắt chặt từ duyên có ngày hạnh phúc hôm nay. Và giờ đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng làm chén chốc rượu sâm banh. Cùng hồng đã có yêu chưa ai vào cuộc tình của Ngọc và Đào cũng giống như mối thương duyên của Ngọc Thảo và Phương Danh. Sự ngại ngùng, sự e ấp, cuối cùng hai bạn cũng đã mạnh dạn tốt lên tình cảm yêu thương chân tình của mình. Dù cho sông có cạn, dù cho núi có mòn, nhưng tình cảm của Ngọc Thảo và Công Danh sẽ không bao giờ thay đổi.